giao con đó cũng nhờ lời nhắc nhở của con đó mới giúp như tiểu gia tôi lại hóa giải được bí mật của con họ. Thi sinh quá trời rồi, có nghĩa là thi sinh đã tìm được chuyện bí chính xác của con họ. Dựa theo câu thiên đường dân thu thu đông tạ rồi có hợp với hạ đồ lạc cư chiêm bổ tôi con phụ tìm trọng của con cuối cùng cũng đã tìm ra chị. Xin xin hãy nói rõ ra. Còn hả, xin được đông rồi. Xin hỏi còn hả, thế nào là thu thu đông tạ? Được biết nét chữ con từ
ông thì coi như thế là bị cuồng, không phủ mái mà ông được muốn tìm được. Thank you.
Thank you.